dành thời gian cho đời sống tâm linh. Là người con Phật, mỗi ngày nên dành ra khoảng chừng ít nhất 15 đến 30 phút để thực hành Phật Pháp, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thiền hành, đếm hơi thở. Bất cứ pháp môn nào thuận tiện cho hoàn cảnh của Phật tử cũng được. Thời gian thực hành Phật Pháp nên được xem trọng và ưu tiên nhất trong một ngày. Hãy xem đây là khoảng thời gian quý báu, như chúng ta lợp một mái nhà Phật Pháp hay xây một ngôi đền Phật Pháp. Có thể bây giờ chúng ta chưa từng nghĩ đến, nhưng trong đêm tối một mình mưa gió ấy, liệu người đang nghĩ đến chưa? Nhiều quý Phật tử sẽ nói không có đủ thời gian, nhưng thật ra không phải vậy. Chúng ta có thời gian xem tivi, có thời gian nghe nhạc, có thời gian để ngủ, thì ta có thể trích mỗi hoạt động ấy ra một ít thời gian thì vẫn đủ cho thực hành Phật Pháp được. Cuộc sống bao gồm một phần đời sống vật chất và một phần đời sống tâm linh. Cái quý là ta biết cân bằng mỗi thứ một chút. Vì nếu tinh thần ta không vững mạnh thì cho dù mọi thứ diễn ra bình thường, ta cũng cảm thấy bất an trong lòng. Lợi ích của việc thực hành Phật Pháp không phải đợi đến kiếp sau, mà ta có thể thụ hưởng ngay trong đời sống này. Đây là niềm an ủi vô giá mà người Phật tử nhận được khi thực hành Phật Pháp. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Nguyện cho người lương thiện trên cuộc đời này luôn được bình an và phước lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau, được theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập, đạt giác ngộ giải thoát.